cho em hỏi sao con sony của em chụp dọc mà lúc xem nó lại làm ngang không được hết khung hình à đấy là tại em chưa xoay dọc đây anh <laughs> sẽ hướng dẫn em xoay dọc màn hình nhá đây đúng không em cái con của em nó như này đúng không thực ra thì xem như này cũng được mà còn nếu không thì em xoay dọc như này thì nó vẫn ra dọc mà nó có gì đâu thế nếu như mà em muốn xoay được như vậy thì em vào menu nhá em cài uh, đặt lại cho anh menu em vào cái hình playback này nhìn không cái hình mà có cái uh, uh, hình tam giác ở giữa này xong rồi nó sẽ có phần uh, rốt này. Đấy, thì em có thể là xoay ở đây, đây là xoay thủ công nhá. Còn nếu như không ấy thì uh, đây em ấn vào đây nó xoay này, tự xoay này, để xoay thủ công này. Ok nhá, để mà xoay được tự động nhá em thì em vào hình cái cũng vào vào hình cái tam giác ở trong giữa này. Sau đó em chọn cái phần uh, display rotation này, đấy, em chọn auto hoặc là manual hoặc off thì cái của em nó sẽ là một là manual hai là off thì nó sẽ không hiển thị được ở đây nha anh nói luôn là cái này ví dụ như anh ọp đi thì anh coi cái tấm hình của anh thì nó dọc nó nó chỉ là dọc nó không nó không xoay ngang được đấy thì em cứ để ọp như này cho anh được còn nếu như mà em muốn xoay ngang được ấy thì em on lên hoặc là auto cho anh là được nhá đây anh ví dụ luôn cái này là menu này menu thì đây nó là đây đấy. thì xoay đây nó không nó không ra ngang nữa thì nó giống như của em vậy đó còn em muốn nó tự động thì để auto thế là xong nhá yeah. Đây là cái A73 với cái này là cái gì nhỉ? Cái này là cái 270 ạt nha các bạn. 270 ạt của Sigma.